khoai quá, tháo cũng được không ạ? Chắc như rất thật rồi. Bụi trơn ấy phải cưa thành cái rãnh đôi như này để tháo được bằng cái vít hai cạnh này là mệt mỏi luôn.
này cũng đánh tháo được rồi. Phải dùng cái bộ tool này để chuyên để tháo ốc bị trơn ren. Sẽ lên cái đầu nhỏ nhất thôi. Lắp vào khoan, khoan được phải. Tháo được con ốc rồi, khoai lòi mắt.